Làng Dạch tức làng Bản Thạch, xã Hồng Quang, huyện Nam Trực là nơi còn lưu giữ đậm đặc các giá trị văn hóa truyền thống của một làng Việt cổ đồng bằng Bắc Bộ. Với hệ thống quần thể đền, chùa, tứ phủ và 14 ngôi từ đường, nổi bật trong đó là cụm di tích đình, chùa, miếu, giếng làng, cây đa cổ thụ hàng trăm năm tuổi và thủy đình cổ nhất cả nước. Công trình kiến trúc đình, chùa, miếu, thôn Dạch được xây dựng với quy mô bề thế, bảo lưu được phong cách kiến trúc gỗ truyền thống với một số mảng chạm khắc tinh xảo. Tại đình, chùa, miếu, thôn Rạch còn lưu giữ được một số di vật, cổ vật có giá trị như ngai và bài vị thờ các vị thần, hệ thống sắc phong, kiệu long đình, khánh đá đã góp phần làm tăng thêm giá trị cho di tích. Bên cạnh những giá trị về lịch sử và kiến trúc nghệ thuật, đình, chùa, miếu, làng Rạch còn là nơi bảo lưu được nhiều hình thức sinh hoạt văn hóa dân gian đặc sắc, tiêu biểu là kỳ lễ hội truyền thống diễn ra vào ngày 16 tháng Giêng hàng năm. Trong lễ hội có tổ chức múa rối nước, một loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống ra đời để phục vụ đời sống sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng không chỉ của người dân địa phương mà còn đáp ứng nhu cầu văn hóa của nhân dân trong và ngoài tỉnh. Với những giá trị đặc sắc, toàn diện đó, đền, chùa, miếu, làng Rạch, xã Hồng Quang vinh dự được xếp hạng di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh năm 2016. Cùng với hệ thống di tích giàu giá trị di sản, làng Rạch còn là một trong ba làng múa rối nước ra đời sớm nhất miền Bắc. Theo các bậc cao niên trong làng kể lại, đã hơn 600 năm qua, gần 20 đời nghệ sĩ của làng cứ truyền nhau những trò diễn độc đáo của phường rối mà ba dòng họ lớn Phan, Đặng, Phạm nâng niu gìn giữ như những báu vật gia truyền. Trải qua nhiều thăng trầm và có giai đoạn tưởng chừng bị lụi tàn, song với lòng nhiệt tình yêu nghề và ý thức giữ gìn một nét đẹp văn hóa của địa phương, rối nước làng Dạch không những không bị mai một mà vẫn vững bước cùng các nghệ nhân để đến với người dân mọi miền. Từng ngày bằng niềm đam mê nhiệt huyết với nghề múa rối nước, các nghệ nhân nơi đây vẫn không ngừng tìm tòi sáng tạo, cải tiến các tích trò, cố gắng gìn giữ, truyền lại cho các thế hệ mai sau một di sản văn hóa quý giá. Tôi sinh ra và lớn lên ở quê hương có truyền thống nghề múa rối nước. Cái nghề này thì có tới nay thì rất lâu đời rồi, tức là có thể nói là hơn mấy trăm năm. Đến cả những các cụ ở cái tuổi 80-90 giờ cũng chưa biết là năm nào. Cái rối nước này nó có những cái bước thăng trầm. Ví dụ như những năm kháng chiến ấy, thì nó nắng lại, nắng động. Theo cái biến cố của cái thời cuộc, tùy theo đấy chiến tranh, nó có lúc thăng trầm. Tôi thì theo cái nghề này của các cụ từ khi mới độ 14 tuổi. Đến nay thì nếu nói về trong nghề thì tuổi nghề có trên 40 năm. Không giống như các loại hình sân khấu khác, trong nghệ thuật rối nước, diễn viên chính là các con trò với những nét đặc trưng của từng loại nhân vật và người tạo hình trang trí con rối phải lột tả được tính cách, đặc tính nhân vật. Đồng thời khi kết hợp với âm nhạc và sự khéo léo trong việc điều khiển, các con trò sẽ trở nên có hồn và sinh động hơn. Phường rối làng Rạch hiện có khoảng 1.000 con trò từ xưa truyền lại, phụ thuộc vào từng tích trò khác nhau như chú tễu, cô tiên, con ếch, con rồng. Mỗi con trò là một kiệt tác của tạo hình với nhiều kiểu dáng, màu sắc, thể hiện sự tươi tắn, ngộ nghĩnh, tính hài và tính tượng trưng cao. Thời xa xưa, làng Rạch nổi tiếng với nghề sơn mài và tạc tượng cho đình chùa. Đây cũng là một trong những lý do khiến múa rối nước ở đây phát triển mạnh, do các nghệ nhân ở đây có thể tự làm ra được những con rối bằng tay nghề tài hoa của mình. Để làm được một con rối hoàn chỉnh, phải trải qua rất nhiều công đoạn, từ đục cốt đến hóa trang, và bất cứ khâu nào, người nghệ nhân cũng đều phải rất công phu. Bởi con rối càng hoàn hảo, càng giúp cho kỹ xảo điều khiển nâng cao, khả năng diễn đạt phong phú, và quan trọng nhất là có tính biểu cảm, thể hiện sự hóm hình vui tươi, nhưng cũng gửi gắm bao tâm sự của những người nông dân, luôn mong muốn cuộc sống no ấm, tốt đẹp hơn. Cái con trò mà biểu diễn được tới nước, thì nó có nhiều công đoạn. Cái thứ nhất ấy, là ban đầu là anh phải chọn cái loại gỗ. Đấy. Con rối này thì nó yêu cầu cái loại gỗ nào mà nó quánh, nhẹ, nổi. Nhẹ thì nó nổi. Chứ không, nếu mà anh đưa lim xến táo vào thì cũng không được. Cái đó chỉ phụ thuộc cho cái làm đồ ngang, làm nhà, làm cửa thì nó phù hợp. Nhưng con rối này thì anh phải dùng cái loại sung, gỗ sung già.
sung già, chiếc sung non để bóp, hoặc là gỗ mỡ, gỗ sữa thì tốt. Anh tạo xong thì anh phải đưa vào là anh xẻ lưng ra. Anh xẻ lưng ra, anh moi rỗng. Đấy, anh moi rỗng ra. Đấy. Thế thì moi rỗng ra, lúc đó mới đưa vào là sơn. Đấy, các cái công đoạn sơn như này. Sơn này đây gọi là sơn theo kiểu dân gian. Sơn theo kiểu là sơn son thiếp vàng, thiếp bạc, không phải là sơn Tây mà nó là sơn là sơn kiểu sơn ta. Cái chất liệu này thì nó mới có giá trị nghệ thuật. Khi làm xong sơn rồi, sơn xong quay là lắp cái bộ máy điều khiển để tạo cái tay nó quay. Hoặc là như con tiễu thì nó còn quay quay trái quay phải được. Đấy. Thế và các cái hệ thống bên dưới cái ở dưới nước nữa. Đấy, rồi là khi con rối nặng, nếu mà ta đưa ra ngoài nước thì có thể ta thả này nó sẽ chìm xuống. Đấy, thì phải yêu cầu là phải qua cái cùng đoạn là phải anh phải bó đế, làm đế, đế xốp. Cái đế xốp này có tác dụng là nó nổi giữ thăng bằng. Đấy, giữ thăng bằng. Thế thì con rối khi xong, tôi nói ví dụ con rối này. Đây. Đây là cái con trâu cày ở cái tiết mục nông nghiệp. Đấy. Thế thì đây cái phần này là phần quay. Quay. Cái này nó sẽ liên kết ra một cái xào. Cái xào đấy. Thế khi ta làm rồi thì tất cả con này là rỗng hết rồi nhá. Đấy. Thế thì cái phần đế này ta sẽ bó đế bằng cái xốp. Mà xốp ta bả sơn ta đi. Gọi là bây giờ nó có cái loại mới là cái cao su xốp ấy. Đấy, ta đưa dưới thì nó đặt xuống nước thì nó sẽ nổi. Đấy. Nhưng với điều kiện là nó không nổi quá. Nếu anh nổi quá nó chớ cả cái đây gọi là bàn đế nhá, bàn đế. Đấy. Thì sẽ rất xấu. Nhưng thường thường nó cứ gặp độ 1 phân nước đến 2 phân nước là đẹp. Một buổi biểu diễn rối nước thường có 12 người xuống nước điều khiển con trò và 2 người trên bờ có nhiệm vụ sắp con trò. Sự thành công hay thất bại của con rối nước phụ thuộc phần nhiều vào kỹ xảo điều khiển con rối của người nghệ sĩ. Do đó hiện nay, dù đã có nhiều phương tiện hỗ trợ hơn, nhưng ở mọi điều kiện thời tiết, những nghệ nhân vẫn phải ngâm mình trong nước với trang phục tối giản nhất để tay nghề điều khiển con rối có thể tạo ra những cử động, hành động linh hoạt nhất để thông qua các con rối nhỏ bé nhưng rất sinh động, đã làm tái hiện đời sống sinh hoạt, lao động của những người dân quê, chất phác, thật thà. Trước đây, nghề này không được truyền cho con gái do nhiều yếu tố như đặc thù công việc, luôn phải ngâm mình dưới nước. Bên cạnh đó, con gái lớn sẽ phải theo chồng. Phương Dối không muốn bị chia sẻ bí quyết nghề làng mình đi những nơi khác. Tuy nhiên, giờ đây quan niệm trên đã thay đổi. Múa rối nước đã truyền cho cả con gái. Do đó, nghệ nhân múa rối nước đã có sự lan tỏa sâu rộng hơn. Bố em là 7 đời nằm về rối nước. Rồi nhìn chung là em sống ở đấy và cái bề nghệ thuật nó ngấm vào trong máu em. Từ đó mà em có nhiều ý tưởng để em hoàn thiện lên được cái chú ong như thế này. Đã từng xem về rối nước thì thấy nhân vật nổi bật nhất, thường diễn rối nhất đầu tiên đó là chú Tễu. Rất nhân vật ấy cười rất là tươi và em cũng từ cái hình ảnh chú Tễu đấy mà em áp dụng vào cái sản phẩm con ong này. Cười khi người xem, người nhìn, người ta nhìn thấy rất là vui. Từ ánh mắt, từ nụ cười, nhìn chung toát lên được cái niềm vui. Với hơn 40 trò cổ như câu cá, đánh đu, tễu rút ống, bắt vịt, đốt pháo, mở cờ, các nàng tiên ca múa, các tiết trò của phường rối nước Bàn Thạch phản ánh sinh động cuộc sống, có nội dung sâu sắc, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, truyền thống tương thân tương ái, mang ý nghĩa nhân văn. Nghệ thuật muốn tồn tại và phát triển phải mang đậm hơi thở cuộc sống. Chính vì thế, những nghệ nhân làng Rạch luôn coi trọng yếu tố thời đại. Cùng với các tiết trò cổ từ xa xưa truyền lại, cũng có rất nhiều tiết trò là do các nghệ nhân trong làng nghiên cứu, dàn dựng lại, lồng ghép linh hoạt với từng giai đoạn, thời kỳ lịch sử, sao cho phù hợp và tăng thêm phần đặc sắc, hấp dẫn. Bên cạnh đó, phường rối chung của xã cũng như các câu lạc bộ riêng của nhiều gia đình đã và đang tích cực đưa nghệ thuật rối nước đến gần với công chúng bằng nhiều hình thức, nhiều loại hình sân khấu biểu diễn. Thời hội nhập này nói về nghệ thuật múa rối thì những cái mô hình nhỏ thì cũng không phải không dễ, rất là gặp rất nhiều khó khăn. Ví dụ bây giờ là nếu mà đi vào yêu nghề chưa hẳn đã đủ về vấn đề mà kinh tế nữa. Chúng tôi muốn là làm sao để cái môn nghệ thuật rối nước của Việt Nam mình phát triển, đặc biệt là của quê hương Nam Định, là cái cội nguồn của múa rối nước. Vì diễn ở các trường mầm non hay học sinh ấy, thì mình phải đưa những cái trò để làm sao để các cháu nó hiểu nhanh hơn. Ví dụ như là trò cô bé của Hoàn Đỏ, cái thứ hai là trò sự tích Hồ Gươm.
Và đặc biệt nữa là năm nay ở diễn Hội Đền Trần thì tôi có dựng một tiết mục là Cô Đôi Thượng Ngàn. Những con rối được tạc với đường nét, cách điệu riêng qua bàn tay biểu diễn tinh tế của các nghệ nhân đã được thổi vào sức sống mới, do đó luôn có sức hấp dẫn với mọi lứa tuổi, đặc biệt là lứa tuổi nhỏ. Và cũng chính đam mê, nhiệt huyết ấy đã đưa những người nông dân làng Rạch, vốn cả đời chỉ làm bạn với cái ao làng và mảnh vườn nhà, đến với vùng trời rộng mở, góp phần đưa nghệ thuật rối nước, một bộ môn nghệ thuật độc đáo riêng có của Việt Nam, đi khắp thế giới. Có khán giả người Pháp đã gọi môn nghệ thuật này là linh hồn của đồng ruộng Việt Nam và nhận xét rối nước đáng được xếp hạng là một trong những hình thức quan trọng nhất của sân khấu múa rối. Bởi múa rối nước gần gũi với đời sống thường nhật của người dân, góp phần không nhỏ trong việc truyền bá kiến thức sản xuất, giáo dục tinh thần yêu nước, đạo đức, lẽ sống cho mọi tầng lớp xã hội, xứng đáng là một nghệ thuật dân gian độc đáo, đầy tự hào của Việt Nam nói chung và những nghệ nhân làng Rạch nói riêng.